Em chào cả nhà, chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đán năm 2022. Ngày hôm nay thì em cập bến một cái lô trầm rồng đỏ hàng rất là đẹp. Và trầm rồng đỏ thì như các bác biết ấy, rất hiếm khi là nó sẽ nở chuẩn Tết. Thường nó sẽ nở qua Tết phải tầm 1 tháng đến hơn 1 tháng nó mới nở hoa. Nhưng hôm nay cái lô hàng này hiện tại thì có cây đang bắt đầu nhú nụ rồi. Và với cái thời tiết ở miền Nam thì chắc chắn là các bác sẽ được chơi hoa chuẩn Tết. Trầm rồng đỏ năm nay thì với tình hình dịch bệnh Covid nên là nó cũng giảm hơn cho rất là nhiều so với những năm trước đây. Để nói mà năm ngoái, để mua một cái thân tơ, thân hoa trầm rồng đỏ này ít nhất là phải 250 một thân đấy ạ. Năm nay thì hôm nay em lấy một cái lô hàng của vườn rất là đẹp, đang sưng nụ, và giá thì em bán theo chậu. Một chậu trung bình tầm 2 thân, 3 thân, 4 thân. Và giá siêu rẻ các bác nhé. Riêng trầm rồng đỏ chương trình tri ân cuối năm mua 3 chậu miễn phí ship toàn quốc. Các bác mua 3 chậu trầm rồng đỏ bất kỳ bên em miễn phí ship cho các bác. Đó. Hiện tại thì hàng đang bắt đầu nhú nụ rồi, đảm bảo cái lô hàng không làm các bác thất vọng đâu. Hàng xuống lá hầu như là hết và bây giờ mầm gốc cũng đang bật lên rất là nhiều. Em lần lượt đi qua từng mã báo giá chi tiết các bác nhé. Hôm nay thì em có về một số và em đã bán thì nó cũng gần hết rồi. Hôm nay em đánh thêm những cái mã hàng mới. Các bác đọc đúng mã cho em, mà ngày mai nhân viên thì khi nhặt hàng sẽ đặt đúng mã cho các bác nhé. Em có mã đây là mã D4 này. Các bác nhìn này. Trầm rồng đỏ thì hoa rất là thơm và hoa màu tím đậm. Ngày xưa nó là một trong những dòng hàng rất là hot, rất là đẹp. D4 này, một chậu 180.000 gồm 2 thân. Mã D4 là một chậu trầm rồng đỏ gồm 2 thân khá là dài nhá. Mầm gốc cũng đang lên này. Đấy, cả mầm nhỏ, mầm to. Đấy, thân của nó này, nụ hoa của nó đang sưng nụ rất là đẹp luôn. 2 thân dài cũng khá là đều nhau. Em bán là 180.000 đồng một chậu. Đấy, 180.000 nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, độ cao của thân đây. Em quay camera cũng sát nhưng mà 2 thân này dài. Tiếp theo D9, 200.000, 3 thân. Ôi, cái nụ của nó thì phải nói là nó như một cái dàn pháo hoa từ dưới thân lên trên ngọn. Đấy, cả cái thân nhỏ này nữa này, chưa tính này, mầm gốc cũng đang lên này. 1 này, 2, 3 cái mầm gốc, 4 cái mầm gốc, ít nhất là nhìn thấy 4 cái mầm gốc đang lên đây rồi. Đấy, giò này em bán là 200.000 nhá. Đây là D9 200. Tiếp theo nữa đó chính là mã D14, giò này 220. Giò này gồm 3 thân, cái nụ hoa của nó khi trầm rồng đỏ này, nó bắt đầu nó lớn dần lên thì nở hoa nó thành màu đỏ đậm. Đấy. Thân của nó, thân hoa của nó khi lớn dần nhá, nó sẽ hơi teo đi một tí bởi vì nó là dồn chất để nuôi hoa, thường như thế nhá các bác nhá. Hàng lá thì thường thân của nó sẽ mập hơn, còn hàng thân lá ở hàng hoa thì thường là thân nó phải teo đi, nó dồn chất, nó nuôi dưỡng chất hoa này. Úi trời ơi. Các bác nhìn này, cái thân này là thân ngắn thôi nhá, mà cái nụ hoa của bác đếm này nó bao nhiêu nụ luôn. Đấy, đây riêng thân ngắn mà đã bao nhiêu nụ rồi. 1 2 3 ít nhất là đang nhìn thấy cái ba cái mầm gốc trồi lên đẹp. Đây nụ hoa nó đây, 220.000 ba thân. Đây là D14. Tiếp theo D2 170.000 này. 1 2 3 4 cái mầm gốc. Đẹp lắm cơ các bác, thân to bằng ngón tay cái. 170.000 hai thân D2. Tiếp theo là D11 190.000. Cái này là 4 thân nhưng thân nó hơi ngắn tí xíu. Thực ra là số lượng nó nhiều. Đây, nụ hoa này như một tràng pháo hoa. Cái này chỉ cần gian ăn nắng phát là nở hoa rất là nhanh. 1, 2, 3, 4 cái mầm gốc. Đấy, nhìn những cái cây con sắp tới là nó chuẩn bị nó đẻ con. Nhìn nó rất là phê đúng không? 190.000. Tiếp theo D12 180.000 hai thân. Đấy, hai cái mầm gốc trồi lên rất là dài và nụ hoa như một tràng pháo hoa này. 180.000. Trời ơi, năm nay Covid nó gọi là quá rẻ trời. Em nhớ cái thời điểm đầu lúc mà trầm rồng đỏ ấy, một gang tay trầm rồng đỏ hàng cây giống là đã 150 một thân rồi. Đấy là cái lúc mà thời điểm lúc mà trầm rồng đỏ mới rộ lên. Còn bây giờ này, 180 hai thân nó dài miên man, hàng chơi Tết luôn. Tiếp theo D5 170.000 ba thân. Cái này thì không biết là có mầm gốc lên chưa, nó hơi che kín. Nói chung là tất cả này nó chỉ đều bật mầm gốc hết, chỉ là bật trước hay bật sau thôi các bác nhé. 3 thân, 2 dài, 1 ngắn, 170.000. Đây, nụ hoa của nó đang lên này. Đấy. Tiếp theo D16. Đấy, nãy là D5 nha coi nhé, 170. Tiếp theo D16 này, 170.000. 3 cái mầm gốc này, 2 thân đang nụ hoa này. Tiếp theo D17, 230.000. Chậu này tờ gồm 6 thân, 2, 4, 6 thân mà thân nào cũng đều sưng nụ hết các bác nhé. Thân nó hơi ngắn,
thân ngắn này nó rơi tầm khoảng 1 gang này, tầm gần 2 gang, trung bình tờ 2 gang với cả gần 2 gang, 6 thân đều như thế. Và đều đang rất là nhiều mầm gốc ở phía dưới, rất nhiều nụ, 230.000. D18 170.000. Đây ạ. Hai thân và hai mầm gốc dài đều đang sưng nụ hết rồi, 170.000. D19 cũng 170.000 nhá các bác nhá. D19 này. Hai thân rất là đẹp chưa? 170.000. Hai ba cái mầm gốc đang nhú nhỏ nhỏ xinh xinh. D20 160.000. Hai thân. Hai mầm gốc đẹp 160.000. Đây là D20. D21 170.000. Hai thân đang nụ hoa. Đây đang nhú mầm gốc này. Đây 170.000. Hai thân khá là đều nhau. Hầu như chậu nào em cũng cân đối hết rồi, xem nhau các bác mua tầm khoảng bao nhiêu tiền, chỉ cần inbox báo cho em này, em nhặt cho các bác chậu theo tiêu chuẩn của mình. D22 180.000, ba thân, hai dài một ngắn. Cũng lên ba mầm gốc. D23 160.000. Ba mầm gốc, ba thân. Đấy, lô này là lô kết thúc năm rồi nhé các bác nhé. Không còn một lô hàng nào đẹp và rẻ như thế này nữa đâu. Các bác tranh thủ mua sớm, vào miền Nam thì em chỉ gửi đến chủ nhật tuần này thôi. Là em kết thúc không gửi vào miền Nam nữa rồi, để đảm bảo cho các bác đến nơi là kịp Tết. D24 150.000, hai thân, đang mầm gốc, đều đang nụ hoa. D25 170.000. Đây là một mầm gốc thôi, cái chậu kia chuẩn bị lên mầm gốc, đang sưng nụ rồi, ôi, nụ hoa quá là trời. Nói chung là các bác ơi, tin tưởng em, lô đợt này thì quá là đẹp, nụ hoa nhiều hàng quá, không giới thiệu chi tiết được thôi, chứ còn chuẩn chỉnh ra thì cây của nó quá là tuyệt vời. D25 D26 170.000. Chậu này gồm hẳn 3 mầm gốc luôn. Đây cũng nụ như một tràng pháo hoa đang lên. D27 170.000, cũng hai thân. Hai thân này như là mầm gốc chuẩn bị bắt đầu, với bắt đầu nhú nhá nhá. Nói chung là mầm gốc nó sẽ nhú trước hoặc nhú sau. Nhiều bác thích cái nhú sau bởi vì sợ đi nó hư mầm gốc. Nhiều bác thì thích nhú luôn. Để cái này tùy. D28 170.000, cũng hai thân. Đây hai mầm gốc này thì lên nhìn rõ rồi. Ba mầm gốc luôn. D29 190.000. Đây, cái này hai thân thì một thân siêu dài, một thân ngắn hơn, nhưng cái này cũng khá là nhiều mầm gốc ấy, ít nhất là 3 mầm gốc đây. Nụ hoa thì đẹp khỏi bàn luôn. D30 170.000, hai thân. Đây, cả mầm gốc cũng đang lên. Thân to mập lắm ạ, nụ hoa nhiều lắm cơ. D31 180.000, gồm 3 thân, hai thân dài, một thân ngắn và 4 cái mầm gốc đang lên. 180.000. D32 200.000. 3 thân. 200.000 ba thân. Đây cái nụ hoa của nó đang lên rất là đẹp này. Đó. Đây là lô trầm rồng đỏ cuối cùng rồi nhé mọi người nhé. Các bác đọc đúng mã cho em, bên em sẽ chọn đúng hình cho mọi người luôn. Chuẩn hoa, chuẩn chỉnh hoa. Và bên đây thì có ba chậu trầm cổ ạ. Trầm cổ. Hàng này thì đắt hơn cả trầm rồng đỏ. Tuy nhiên thì em còn ba chậu, hôm nay em lấy nốt từ ngoài vườn về, cũng sẽ giảm giá nốt cho các bác. Duy nhất có một chậu này là cái chậu hôm trước là gửi đi vào vùng dịch, không gửi được cho khách nên là phải hoàn về, nên là lá của nó đang xuống. Thực ra nó xuống lá như thế này thì với chuẩn hoa, nhiều nhà vườn người ta còn cắt nước không tưới đấy, để cho nó rụng lá, để cho nó ra hoa sớm. Chứ không thì nếu mà hàng lá này như thế này ấy, thì nó ra hoa nó sẽ muộn hơn. Đấy các bác lưu ý là như thế nhé, chứ không phải là cái lá vàng của nó là cây nó yếu hay gì đâu. Chậu này gồm 4 thân này. Cái thân này thì bị chớm, nó gãy đầu ngọn một tí xíu. Thực ra này nó thắt ngọn rồi. Có đâu 3 thân này. Đấy chậu này hôm nay em thanh lý cho các bác nhé. 170.000. Giá cũ 250 đấy, hôm nay bán thanh lý 4 thân này là 170. Lỗi một cái đầu ngọn này. Chậu số 2, hai thân nhưng hai thân rất là dài. Cái kia là 4 thân thì có thân dài, thân ngắn, nhưng hai cái thân này rất là dài này. Cũng 170.000. Trầm cổ đấy các bác nhé, trầm cổ nó đắt hơn. Tiếp theo chậu số 3, chậu này thì thực tế là hàng hồi. Về là do gửi vào vùng dịch không gửi được, nên là gửi về thì cái chậu nó hơi lung lay một tí. Về các bác cố định cho em. Chậu này cũng 4 thân à. Thôi chậu này thanh lý đi. 4 thân thắt ngọn hết rồi, không gãy chậu thân nào luôn à. Chậu này em bán là 130 nhá, 130. Đấy bán thanh lý nốt, dọn vườn nốt cuối năm. Đấy các bác nào mua được cái hàng giá rẻ thì các bác tranh thủ mua. Đấy hàng số lượng có ít thôi ạ. Tiếp theo về cùng với
trầm rồng đỏ thì hôm nay em có cập bến 1 kg 5 cánh trắng họng hồng hàng chuẩn ươm ki nhá. Nụ hoa bây giờ đang lên này, rõ và xanh lét luôn. Hàng này thì hàng chuẩn hoa. Họng hồng cũng là một trong những cái dòng hàng 5 cánh trắng ngày trước là dòng hot. Hôm nay thì giá thành nó rẻ thôi, hàng nụ hoa, hàng Tết, bán lô hàng cuối năm tri ân khách hàng. Lô đợt này lấy vườn này người ta cũng rẻ, và mua họng hồng cũng 3 chậu em miễn phí ship các bác nhá. Mua 3 chậu bất kỳ họng hồng em miễn phí ship cho các bác. Đây ạ, những cái chậu họng hồng này, nụ hoa của nó lên rất là xanh đẹp. Em sẽ lần lượt từng chậu đánh mã là mã chữ A các bác nhá. Đọc đúng mã cho em. A7 này, A7 gồm chậu 2 thân đều đang nụ hoa lên, và một số cây họng hồng thì bây giờ đã bắt đầu là lác đác lên mầm gốc nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Chậu này 2 thân 140.000, tính ra có 70.000 một thân họng hồng đây. Hàng rẻ. Tiếp theo A6 2 thân ngắn ngắn xinh xinh này, 120.000. Đây nhá, 2 thân này 120 này, em đo cho các bác này, chiều dài thân này 1 gang này. Tầm 2 gang rưỡi, tầm gần 2 gang rưỡi. Đấy, 120.000. A15 170.000 3 thân. Nụ hoa của nó này như một cái sàn pháo hoa này. Đây, nụ hoa rất là nhiều, nụ đến tận đây luôn. Đấy, mầm gốc đang lên 3, hai cái mầm gốc lớn. Đây, mầm gốc này là 3. Đấy, chậu này em bán là 170.000. A15, A13 150.000 2 thân. Đây, 2 thân đều đang nụ 150. Đây, nụ hoa lên rất là đẹp luôn. Đây cũng đang lên mầm gốc này. Đây, 2 mầm gốc 150 thôi. Tiếp theo là A13 này. A2 120.000 2 thân. Một thân rất là dài, đẹp, nhiều nụ. Và thân này thân ngắn, chuẩn bị nụ nhá. Xuống lá hết rồi chuẩn bị nụ. 120.000. Đây, chậu này chậu A2 120, mua 3 chậu miễn ship. Tiếp nữa là chậu A3 108, chậu này 3 thân. Một thân đang rất nhiều nụ, còn đâu 2 thân này thì bắt đầu sưng nụ. Đó, 180.000, tính ra có 60.000 một thân dài dài này. A9 120.000. Đây là mã A9 này. 2 thân đang nụ hoa. Đây, 2 mầm gốc lên đẹp chưa? 120.000. Chậu 120 gồm 2 thân, nhưng mà 2 thân nó ngắn ngắn xinh xinh nhá. Thân ngắn ít nhất nó rơi tầm 2 găng tay của em này. Đấy. A11 130.000, 2 thân. Nụ hoa rất là đẹp. Có 130 thôi. Đây, hai mầm gốc. A16 2 thân dài xinh. Nụ hoa đẹp 150.000. Đây, mầm gốc đang lên này. A17 120.000 2 thân. Ngắn xinh và cũng đang lên mầm gốc, hai mầm gốc. Tiếp theo là A18 130.000. 2 thân, một thân dài đang nụ này. Ôi, cái thân này như là nó bị cái chậu này nó bị hư rồi. Thôi, chậu này thì bỏ qua, chậu A18 bỏ qua đi. Chậu A18 130 thì em sẽ thay thế bằng một cái chậu này. Đây, 130. Đây, cho cái chậu A18 130 đây. Ồ, chậu này thì chậu này đẹp. A18 130. Đây, cho chậu này nhá. Một chậu lên nhiều nụ và một chậu đang chuẩn bị sưng nụ. Một thân dài thân ngắn 130. Rất là nhiều nụ thôi. A18. Mã A19 160.000 2 thân. A19 2 thân dài đều nhau 160 ấy. A20 150 2 thân đẹp đang một mầm gốc lên. A21 120.000. Đó. A22. Đây, cái này về các bác phải cố định bằng dây và que nhá. A22 160.000. Hai thân đang nụ hoa. Đây, ba cái mầm gốc dài đẹp. A23 160.000. Hai thân. 160.000 hai thân. A24 ba thân 170. Cái thân này bị chạm một tí đầu ngọn này, nó sứt một tí không ảnh hưởng gì, đều đang nụ hoa rất là nhiều. Nhiều nụ lắm cơ. Đấy, cái này thì hoa nở ra rất là thơm. Mầm gốc cũng đang lên này. Và A25 ba thân ngắn ngắn xinh xinh đều nhau 150. Gần hai găng tay của em đều đang nụ. Giò này thì vận chuyển nó hơi bị giá thể nó hơi bị bung ra tí, về các bác cho thêm ít vỏ thông rồi nhá. Riêng chậu A25 này 150 này, ba thân này. Đấy, mua 3 chậu miễn ship.
Tiếp đến thì em có 3 cái chậu pen soda xưa, hàng chậu nan giả gỗ nhá. Hàng này là hàng ghép lên để các bác chơi cái hàng tác phẩm nhá. Và hôm nay thì có 3 mã như sau, đánh mã là chữ S. Pen soda xưa này thì dòng hoa bền chơi đến 2-3 tháng và độ thơm của hoa thì khỏi bàn. Đây là một trong những dòng đen đô nắng rất là nổi tiếng. Nếu các bác chơi đen đô nắng thì đừng bỏ qua cái mặt hàng pen soda xưa này. Hôm nay thì cái chậu này thì em có 3 chậu. Ký hiệu đây là chậu S1 này, một chậu gồm một thân dài, thân này thân tơ chưa nở hoa, hai thân tơ nhưng mà thân ngắn. Giòn em bán 230.000. Chậu S2 290.000, gồm 3 thân. Hai thân vừa vừa, một thân cao, toàn thân tơ hết các bác nhá. Đây chậu này hình như là còn đang nhú ngồng nụ ở trên đầu này. Dendro về các bác kích hoa là đầu xuân là bác chơi hoa nhá. Dòng dendro này hoa nở quanh năm 4 mùa. Tiếp theo chậu S3, chậu này 260.000 thôi, gồm hai thân tơ cao dài đẹp. Đây này, cái mắt nụ của nó lên rất là đẹp luôn. Đảm bảo các bác là cái pen soda xưa ấy, cái hàng chậu này thì số lượng nó có ít. Đó, chiều cao của cây các em đo luôn cho các bác găng tay này. Một này, thân cao nó phải rơi tầm hơn 2 găng tay, còn thân thấp này nó rơi tầm găng hơn găng, găng rưỡi. Đấy, đấy, có 3 chậu duy nhất. Em đánh mã số ạ. Em lên cho các bác một bộ combo thiên nga nhé. Riêng thiên nga giống này á, các bác trồng đầu xuân cây lên phát triển cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Thiên nga ngày hôm nay thì em vẫn có 5 màu, một bộ sưu tầm gồm 5 màu thiên nga với những sắc màu khác nhau, đẹp, độc lạ. Và dòng thiên nga này thì nó sống bằng củ giả hành. Đôi khi cái lá của nó rụng đi là chuyện bình thường và không ảnh hưởng gì tình trạng của cây. Đồng giá hết là 50.000 đồng một chậu. Và các bác mua 5 chậu, 5 màu hoặc là 5 chậu bất kỳ bên em miễn phí ship toàn quốc về đến tận nhà các khách nhé. Dạ, và sau đây thì em sẽ giới thiệu qua từng loại báo giá chi tiết đến mọi người luôn. Đây là thiên nga màu xanh ạ, 50.000 đồng một củ này. Đấy, về rồi nó sẽ bật những cái mầm gốc này lên. Tiếp theo là thiên nga màu đỏ, 50.000. Tiếp nữa là thiên nga nâu, 50.000 đồng một củ ạ, thiên nga nâu. Đây, thiên nga nâu đây. Thiên nga vàng, hôm nay vàng về số lượng nhiều, hôm trước là màu vàng cháy hàng luôn. Và cuối cùng là ngọc trai đen là thiên nga đen, 50.000. Thực tế là dòng thiên nga đen là một cái dòng hàng rất là chạy, bán rất là nhiều. Nhưng tất cả những cái màu, 5 màu này đều là những màu hot, được các bác tin tưởng và tin mua số lượng nhiều. Nên là đặt số lượng lúc nào cũng cân đối nhau để đảm bảo các bác là đủ mua một bộ. Đấy, đồng giá 50.000 một chậu nhá. Tiếp đến thì em có một số những chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng ươm ki, giao lưu với các bác. Thực sự với các bác là hàng 5 cánh trắng ấy, cái hàng này là một cái dòng hàng gọi là hàng đột biến. Vào những cái thời điểm mà giá thành nó rất là cao, ngất ngưỡng ấy, thì em không dám nhập về. Bởi vì thực ra là lúc đấy thì cái giá trị nó cao, mình mua một cái centi nó rơi tầm 1,8 triệu một cent thì rất là ít khách có thể là bỏ ra một cái số tiền to như thế để mua. Nhưng với thời điểm hiện tại ạ, thì cái giá thành của Phú Thọ nó giảm cực kỳ là sâu. Đây cũng là một cái lợi thế để khi các bác nhập vào có thể làm giống này, có thể sưu tầm một cái dòng đột biến. Ngày trước để có một cây đột biến thì ai cũng có thể là ao ước mà cũng khó có thể mua được. Nhưng với thời điểm hiện tại thì cây của nó rất là rẻ tiền thôi mọi người ơi. Giá hiện tại chỉ có 35.000 đồng một centi. Em cũng bán theo centi, bởi vì hàng đột biến ấy, người ta vẫn tính theo centi đúng không ạ? Còn cái thời điểm đắt nhất nó rơi tầm 1,8 triệu thì các bác biết rồi, cái độ tỷ lệ nó sụt sâu nó kinh khủng như thế nào rồi. Những nhà vườn nào ấy, người ta bán hàng lâu năm thì vẫn có thể là cầm cự được. Nhưng đối với những người mà vừa rồi là lướt sóng mà để kinh doanh ấy, để thì thực tế nếu mà mình om hàng là thực sự với các bác là lỗ rất là thậm rất là nặng luôn. Hôm nay thì hàng này thì em chỉ có 7 chậu thôi. Và hàng này là em lấy từ một nguồn vườn rất là tin tưởng để bảo hành cho các bác, chuẩn hoa, chuẩn ki cho các bác. Bán hàng 3 năm nay rồi nên không dám lấy những cái hàng vớ vẩn, để có thể là sợ là nó ảnh hưởng đến uy tín bán hàng. Nên là hôm nay thì các bác yên tâm về hàng cũng như là chất lượng cây nhé. Hàng thì trồng ươm ki rồi thì về các bác gửi đi, em sẽ gửi cả chậu. Còn bác nào muốn tháo chậu em cũng sẽ tháo chậu các bác về các bác ghép lại. Bây giờ đến mùa nghỉ nó thắt ngọn hết rồi. Chậu này em ký hiệu là chậu Phú Thọ P3, một chậu 11 sen và 380.000. Cây thắt ngọn này, đứng ngọn hết rồi, 11 sen. Tiếp theo là P2, một chậu 25,5 sen.
Đây cũng là hàng ươm Kia. Đây, cái gốc của nó to, nó mập như thế này, lên cao ngút ngụt. 890.000 nhá, 25,5 cm. Em đo rồi. Tiếp theo là P1, chậu này thì gồm 2 ki song song nhau, em đo đều là 17 cm. Và ghép trên một cái ki như thế này, khúc ki như thế này. Cái này thì không biết là còn mắt ngủ nào nữa hay không, nhưng mà hai cái ki để lên rất là lực và khỏe. Đồng đều là 17 cm. Và giá là 1.190.000. Các bác cứ nhân với 35.000 một sen các bác nhá. Đấy, đo từ gốc lên theo cái thế cong của nó này. Tiếp nữa là P4 ạ. Em có một chậu 9 cm, 315.000. Trời ơi, đầu xuân vừa rồi Phú Thọ vẫn 1.1 triệu 2 một mẫu như thế này này các bác này. Đấy, 1.1 triệu luôn. Bây giờ có hơn 300.000 một chậu thân dài tận 9 cm nhá. P6 13 cm, 460.000, thắt ngọn rồi. 13 cm. Chuẩn bị đẩy mầm gốc rồi các bác. Tiếp theo P7 10,5 cm, 370.000. Và cuối cùng là P5 16,5 cm, 570.000. Đây, nó thắt ngọn, nó nù ở trên thân này. Nù, phình nù luôn. Quá là đẹp. Nói chung là cái lô Phú Thọ này, để đảm bảo tin tưởng thì các bác chọn nguồn chuẩn nha các bác nhá. Còn giá thằng cả thị trường thì hầu như là bây giờ là nó cũng xem nhau rồi. Tuy nhiên thì một số nơi ấy, người ta vẫn bán giá là 50-65 nghìn một sen đấy. Giá 35 là cái giá hiện tại là giá chung nhất rồi ạ. Em chào cả nhà. Hôm nay thì ở vườn nhà em thì em còn lọc ra một số những chậu hoàng phi hạc hàng đẹp. Nói chung là hàng thuần thì cũng gần 2 năm rồi. Và những cái thân tơ của nó lên rất là mập, rất là khỏe. Đấy ạ, những cái thân tơ bóng mượt, căng bóng luôn. Và hoàng phi hạc này thì nở hoa vào dịp mùa xuân. Tất cả những hàng này hiện tại thì đang thắt ngọn, chuẩn bị xuống lá. Và đầu xuân thì có những cái giò hoa với dòng cánh xoắn rất là đẹp. Hàng phi hạc, hàng rừng này thì nó mặt hoa nó rất là đa dạng. Có thể là màu xanh, có thể là màu hồng, hoặc là phớt tím. Thậm chí là có những cây thì nó sổ ra cái bông mà có cả màu họng nâu đen đó. Thì nó là dòng hàng rất là đa dạng. Hôm nay thì hoàng phi hạc này hàng thuần đẹp, thì các bác về các bác chỉ treo lên thôi. Và các bác mua hôm nay ấy, ưu đãi tri ân cuối năm, mua 2 chậu hoàng phi hạc bất kỳ bên em miễn phí ship nhé. Em chỉ có số lượng ít thôi. Còn nữa, các bác mua một chậu các bác vui lòng trả phí ship cho em. Còn mua 2 chậu em miễn phí ship về tận nhà các bác. Em gọi tạm gọi đây là chậu H16 nhá. Đây, em đánh mã hết rồi, em sẽ không đi lần lượt nữa tại vì em xếp nó không theo lần lượt. H16 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Nói chung là cả thân tơ, cả thân già. Đây, thân này cũng là thân tơ nhưng nó xuống lá này. Đây, cái này mắt nụ nó đang sưng lên này, đẹp chưa? Đó. Mầm gốc đang lên rất là đẹp, 210.000 đồng. Đây là H16. Đó. Tiếp theo bên đây H15, 220.000. Thực sự các bác, một cái giò đẹp như vậy, người ta thuần cũng khá là lâu, chăm bón lên đẹp như vậy, về chỉ treo lên chơi thôi. 2, 3, 4, 5 5 thân tơ, mầm gốc rất là nhiều. Thực ra những cái thân già ấy, mà những mắt nào nó chưa cho hoa, nó vẫn cho hoa như bình thường. Như đây này, thân này là năm ngoái chưa cho hoa, là thân tơ này. Đấy, chắc chắn là sẽ cho hoa. 15, 220, rẻ lắm rồi. H14, 220.000. Đấy, cũng rất là sum xê nhiều thân. Thân tơ lên rất là nhiều nhá. Tiếp theo bên đây là H4, 210.000 đồng. Đẹp chưa? Quá là sum xê luôn. Đấy, em không đếm được hết nữa. Em quay cho các bác tổng thể chậu, về treo lên mà chơi. Tiếp theo là H13, 210.000 đồng. Rất là xinh, rất là yêu. Chưa bao giờ cái lô hàng nó xanh mướt như thế này. Đẹp lắm ạ. Tiếp nữa đó chính là H1, 200.000. H1, 200.000 nhá. Đẹp chưa? Thân tơ thì cũng rất là nhiều. Đó, 200.000. H7, 200.000. H7, 200.000. Cũng 200.000 một chậu. Tiếp theo là H5, cũng 200.000. Giò này đẹp này, cũng đẹp này, 200.000 thôi. H12, 220.000. Chậu này thì thân tơ nó cao, nó cao to, khỏe mạnh. Và đây ạ, tiếp theo là H20. Giò này thì hầu như là cắt hết thân già, để lại thân tơ thôi. Đấy, giò này 200.000 này. Và giò này cũng 200.000. H21 cũng toàn thân tơ. 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ đang lên mầm gốc này. Mầm gốc lên rất là đẹp, 200.000. Mua 2 chậu miễn phí ship nhé. Và em có duy nhất một chậu này, chậu đen rũ mắt đen. Đây, chậu này bình thường bán 370, hôm nay còn duy nhất chậu bán 350 này.
Đấy. Hàng chậu này là rất là đẹp nhé. Còn chậu cuối nhưng mà chậu này chậu đẹp đấy ạ. Để lại. Đấy, 350.000 cái chậu. Đây là đen rỗ úp mắt đen nhé. Hoa của nó bông to, sai hoa và hàng ươm ki. Em vừa cập bến một cái lô DH93 nhé. Thực ra đây là cái dòng chấm lai phi điệp. Cái hoa của nó rất là thơm. Đó, DH93 này thì chậu trung bình nó tầm 3 thân. Có chậu 2 thân, có chậu 4 thân. Những chậu nào mà nhiều thân như 4 thân như này thì thân nó thường nó sẽ ngăn ngắn. Còn những chậu mà 2 thân hoặc 3 thân thì nó cao hơn, còn thêm những cái thân cao hơn một chút. Nhưng mà cây của nó này, nụ có thể to, có thể đang nhú nụ, rất là nhiều nụ luôn. Dòng này thì hoa rất là thơm, hàng để các bác trưng Tết. Một chậu này thuần sẵn rồi, về chỉ việc treo lên và chơi thôi ạ. Em bán đồng giá hết với giá là 140.000 đồng một chậu nhá. Đây gọi là chậu DH93, nó là dòng trầm lai với phi điệp, hàng đẹp. Em lên cho mọi người còn một số những cái chậu này là chậu trầm blue. Nói đến trầm blue thì không phải là ai cũng biết đến, bởi vì ngày xưa cái dòng này nó rất là hiếm. Còn bây giờ thì nói thật là lan thì nó cũng đại trà hơn và giá nó rẻ hơn, nên là em cũng lấy về để sưu tầm cho các bác. Em còn một số chậu thôi, bởi vì trầm blue thì hàng về nó cũng không có nhiều. Với cả trên vườn còn sót lại bao nhiêu thì em bán còn từng đấy. Cái chậu B5 140.000 này, một thân trầm blue dài đẹp, chuẩn bị sưng nụ nhé. Xuống lá hết rồi, chuẩn bị sưng nụ ấy ạ. Tiếp theo là B17 250, hai thân. Đấy, chậu này chính ra rất là đẹp nhé, mà thân nó mập lắm, chuẩn bị sưng nụ. Cái trầm blue thì hoa thơm rồi, khỏi bàn. Tiếp theo nữa, chậu trầm blue tiếp theo. Ồ, chậu này không có tên. Thôi chậu này không phải. Tiếp theo là B31 150, hai thân. Một thân dài với một thân nhỏ thì bán 150. Tại một thân đã 140 rồi, cái này hai thân thì cộng thêm thân nhỏ 10.000 thôi. Tiếp theo là B38 100.000. Đấy, thân này hơi ngắn ngắn hơn cái thân 140. Đấy, 140 và thân 100 đấy ạ. B8 130.000, thân này thì chuẩn bị nứt nụ rồi này. Các bác nhìn cái nụ của nó đang sưng lên. Nụ nó cũng hơi xanh xanh đấy. Và cuối cùng đây là B15 140.000. Đây, ui dồi ôi, thân của nó mập bằng cái ngón tay cái luôn. Đang lên một mầm gốc này. Trầm blue còn vài giò nhé các bác nhé. Đọc đúng mã cho em, tại vì hàng số lượng có ít. Chốt đơn. Vừa về bổ sung thêm một lô xinh tím các bác nhé. Lô xinh tím chốt cuối cùng của năm. Và hàng bây giờ xinh tím sẽ hết hàng rồi. Hôm vừa rồi về một cái lô hàng, các bác nhớ cái nụ hoa của nó dài, nó mà nó sai hoa không? Cánh của nó màu tím rất là bay, rất là đẹp. Và hàng hôm nay thì em thấy là cũng khá là nhiều cây đang nhú vòi nụ ạ. Mà xinh tím của nó, cây của nó cũng khá là cao to đẹp các bác nhé. Đây ạ, em nhắc thử cho các bác một cây. Đây ạ, một chậu tầm khoảng 2 thân, cao to và một số cây đang nhú vòng nụ. Đấy, cao dài chưa? Xinh tím này vòi hoa nó còn rất là dài cơ. Đấy, chậu nào là 3 thân thì thường thân nó sẽ thấp hơn. Các bác nhìn này, đấy. Và tổng thể một cái cây xinh tím như vậy em đang bán với giá là 110.000 đồng một chậu. Và mua 3 chậu thì tính cho các bác là 100.000 thôi. 3 chậu tức là 300.000, 3 chậu. Xinh tím có những lần mà người ta lên sang cái chậu to, chậu phi to hơn, bán toàn hơn 200.000 một chậu thôi. Lô này người ta vẫn trồng trong cái chậu phi nhỏ, phi 12. Nhưng mà cây của nó thì không phải là cây nhỏ, cây trưởng thành hết rồi. Chỉ có 101 một chậu và mua 3 chậu là 300.000, số lượng có hạn. Nhưng mà đợt này thì về nhiều hơn những lô đợt trước, nên là thoải mái đặt hàng, không lo hết hàng. Tiếp đến là bà liễu lá tre ạ. Dòng này thì hoa của nó cũng là màu cánh trắng và họng lưỡi tím. Tuy nhiên thì lá của nó là dòng bản lá tre các bác nhá. Đấy, hôm nay thì về cái lô này nó cũng, cây của nó cũng to, cũng cao. Tuy nhiên thì cái hàng này khi cây của nó lớn, trưởng thành, ra đời thì thường một số những cái lá gốc nó sẽ bị rụng xuống. Đó, và một chậu bà liễu lá tre, chậu nào cao thì ít thân, mà chậu thấp thì nó nhiều thân như thế này. Em bán cho mọi người với giá là 110.000 đồng một chậu. Đấy, 110.000 đồng một chậu nhá. Vì có cây lên cả ki trên thợ, trên mắt, có cây thì lên nụ, có cây thì lên ki. 110.000 đồng. Bác nào lấy 3 chậu em tính là 100.000 một chậu. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác đến bộ sản phẩm lan cát của nhà em. Và lô cát này cũng chương trình tri ân mua 3 chậu cát bất kỳ miễn ship. Áp dụng 3 chậu của cùng một loại thôi nhá. Các bác ghép cùng loại khác thì em sẽ không miễn ship được. Các bác thông cảm cho em, chương trình áp dụng một số mặt hàng nhất định. Riêng cát thì nhà em có phân màu chuẩn hoa. Những dòng hàng cát tem này thì có dòng một lá, có dòng hai lá. Dòng hai lá thì bông của nó thành từng chùm, còn một lá thì bông to, sai hoa. Và tất cả đều là dòng bán rất là chạy. Hôm nay thì em sẽ đính kèm cho các bác mặt hoa và chuẩn chỉnh cho các bác nhé. Cái mặt hàng cát đầu tiên em xin giới thiệu các bác là dòng cát trắng.
kim cương. Dòng này thì thực sự các bác là em về số lượng nhiều luôn. Và đây là lô cuối cùng chốt năm 2021 này. Và bụi cát của nhà em thì chậu cát trắng kim cương này bụi rất là to, nhiều thân, nhiều giả hành. Cát đôi khi vận chuyển nó hơi sứt sát lá một tí thì mọi người hết sức thông cảm, bởi vì hàng cát này lá nó rất là giòn, không tránh được. Và dòng cát này là một dòng hoa thơm. Vừa rồi thì có bông nở bói ra hoa, nó thơm lắm các bác nhá. Cái này là thơm thật sự luôn, không thì không nói dối một chút nào. Và dòng cát trắng kim cương này em bán rất là chạy và giá rất là rẻ, chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Cứ mua 3 chậu bất kỳ được miễn ship ạ. Sang bên đây là dòng cát đỏ nhung. Đây là dòng cát hai lá, bông hoa thành từng chùm và rất là đẹp. Dòng này thì ấy, bụi cát của nó thì những cái thân già nó sẽ rụng lá và nó sẽ đẻ mầm con sau này. Và cái bụi của nó rất là to, nhiều thân. Để cái mầm con chuẩn bị đẻ này. Một bụi này thì em bán với giá là 130.000 đồng một chậu. Đấy, bụi này về các bác tách làm 2-3 chậu cũng được, kiểu như thế. Dòng cát đỏ nhung này 130.000, mua 3 chậu miễn ship các bác nhé. Tiếp theo là cát vàng chùm. Dòng vàng chùm hoa thơm, em còn 2 bụi vàng chùm, dòng cát 2 lá này. Cái màu của nó màu vàng lưỡi đỏ. 140.000 đồng một chậu vàng chùm. Đấy, hàng chạy, hàng bán còn tương đây thôi. Cát hồng phấn ạ. Hồng phấn còn 1 bụi, 130.000. Tiếp theo đó là cát xanh lưỡi hồng, còn 2 bụi, cũng 130.000 đồng bụi nhé các bác nhé. Xanh lưỡi hồng này, bông hoa rất là đẹp, rất là xinh. Tiếp nữa, màu vàng mắt mèo. Màu vàng mắt mèo là hàng rất là chạy. Hôm trước là màu cam mắt mèo thì chạy hàng. Đây là cái màu vàng mắt mèo, cũng 130.000. Tùy từng dòng, từng màu thì cái số lượng thân trong vòng một chậu nó sẽ khác nhau. Đây là các bác có thể là thấy cái chậu loại kia thì cây nó to, nhiều thân, nhưng chậu này ít thân thì các bác đừng so sánh, bởi vì nhà em bán theo mặt hoa. Tiếp theo là màu vàng lưỡi nhung. Đây, bụi của nó cũng nhiều thân và vàng lưỡi nhung cũng chỉ còn một vài chậu thôi. Đây ạ, vàng lưỡi nhung đây. Tiếp đến một cái mặt hàng bán rất là chạy và em thấy số lượng thực sự là nhiều luôn và bán nhanh lắm. Đó chính là vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ bụi to, nhiều thân và cái bông hoa của nó đây. Bông nó to lắm các bác ạ. Bông nó to dã man. Màu vàng tươi, cái lưỡi của nó này, màu hồng nhung. Người ta gọi là vàng lưỡi đỏ, em gọi đây là vàng lưỡi đỏ. Và bụi của nó to lắm các bác nhá, nhiều thân lắm này. Đấy, một bụi của nó giả hành nó nhiều thế này. Nhiều chưa? Đẻ nhánh rất là nhiều. Đây, hôm nay cũng có một bụi vàng ra này, to. Trồng bộ chậu phi 12 thôi nhưng mà chậu của nó to lắm. 180.000 một chậu thôi ạ. Mua 3 chậu miễn ship nhá. Hàng này ngoài thị trường bán không dưới 200.000 một chậu đâu. Đây, cái cát vàng lưỡi đỏ này, một số cây đang chuẩn bị mèo. Đấy, đẹp chưa? Đây là màu vàng lưỡi đỏ, 180.000. Tiếp theo là màu vàng mắt nai. Vàng mắt nai cũng rất là chạy hàng, một cái màu vàng tuyền rất là xinh. 130.000 đồng một chậu, đây là màu vàng mắt nai. Tiếp theo là cát hồng. Cát hồng cũng nhiều thân các bác nhá. Đấy, hồng thì lại là nhiều thân này. Dòng cát hồng nhiều thân. Quá là đẹp luôn. 130.000 đồng một chậu cát hồng. Và một loại nữa cũng màu hồng nhưng mà nó thuộc dòng hoa thơm, cũng bông đại và bụi rất là to đẹp. Đó chính là cát màu hồng thơm. Cát hồng khác nhá, hai dòng khác nhau. Còn đây là hồng thơm này, bụi to và giả hành nó rất là mập. Hồng thơm hôm trước em bán cháy hàng, mà hôm trước cái hồng thơm là 180 một bụi cơ. Hôm nay em bán cho mọi người cái bụi này có 170 thôi. Hồng thơm hôm nay về nhiều, nhiều hơn hôm trước. Và để em trả đơn cho một số những cái đơn mà vừa rồi đã không đủ trả hàng. 170.000 đồng một chậu hồng thơm. Mua 3 chậu miễn ship. Tiếp đến có một màu đỏ nữa là đỏ ruby. Đỏ ruby thì hôm trước về rất là nhiều nhưng mà đã cháy hàng rồi. Bây giờ còn 2 chậu. Thì tình trạng 2 chậu thì có một chậu này đẹp này. Thì vẫn là 130.000. Riêng cát về các bác trồng các bác phải cố định bằng que nhé. Cái này không cố định bằng que nó bị gập thân này. Đấy, gập thân các bác nhìn chưa. Thì chậu thứ hai thì cũng nhiều thân nhưng mà nó bị gập hai thân rồi. Thì em bán chậu này để các bác về làm giống thôi. 80.000. Cái đỏ ruby này, chậu số 2 80.000, còn chậu đẹp là 130. Đấy, riêng đỏ ruby là còn hai chậu. Cái mặt hoa của nó to đẹp. Tiếp theo một cái màu nữa đó chính là màu hồng phấn ạ. Màu hồng phấn. Đây mọi người ơi, màu hồng phấn đây. Hồng phấn đây đẹp chưa? Nói chung là cây nó ít giả hành nhưng mà cây nó cứng cáp, khỏe mạnh. Hồng phấn bông nó rất là đẹp, 130.000 đồng một chậu hồng phấn. Hồng phấn 130.000, rất là xinh. Cát trắng lai đùi gà, còn một chậu to, nhiều thân. 180.000, duy nhất một chậu to, cát trắng lai đùi gà. Còn đây là cát trắng lưỡi tím, còn hai chậu.
Đây cắt sang lưỡi tím thì cái thân của nó hơi bị xòe nhưng có nhá, về phải cố định que lên, không phải gãy đâu mà nó xòe to. 130.000 đồng một chậu cắt trắng lưỡi tím. Đó, đây là tổng thể những cái loại cát. Và em còn một loại cát nữa, đó chính là dòng lan cát củ tỏi. Dòng này hoa của nó quanh năm. Và riêng cái lan cát củ tỏi này, hoa của nó rất là thơm, vòi dài thành từng chùm. Đây các bác này, nhắc lên cho các bác một bụi nhá. Đấy, cái này thì tên nước ngoài nó là tên tiếng Anh, đọc thì nó hơi khó, nhưng mà tên Việt Nam mình hay gọi là cát củ tỏi. Và dòng này hoa thơm lắm nhá. Em bán 170.000 đồng một chậu lan cát củ tỏi. Hàng rất là đẹp. Hàng này thì số lượng còn ít, hàng sưu tầm. Phải nói là thi thoảng mới về cái dòng lan cát củ tỏi này, không có nhiều. Đó. Tiếp đến là dòng vũ nữ. Vũ nữ thì nhà em cũng có chương trình mua 3 chậu miễn ship. Vũ nữ hàng này là hàng chơi Tết. Nhà em hiện tại có những loại vũ nữ như sau. Vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Đây bông của nó đây. Bền, thơm, đẹp, lâu tàn. Một chậu của nó thì cũng có một số dạ hành rất là to. Đây, bụi to, nhiều dạ hành và chậu của nó ấy, ngồng nụ đang lên. 220.000 đồng một chậu sô-cô-la hoa thơm. Mua 3 chậu miễn ship. Tiếp theo là mèo cam. Mèo cam đây ạ. Bông hoa mèo cam thì rất là rực lửa luôn. Đó. Mèo cam này thì một chậu đang có ngồng nụ, em bán là 200.000. Em gửi hàng có ngồng nụ nhá. Em không. Rồi còn cái những cái chậu hoa kia thì thực ra thì nó vận chuyển nó bị gãy, nên là em chỉ bán cửa hàng, hoặc là các bác là mua thì em sẽ giảm cho các bác một chút. Đấy, bông hoa mèo cam rất là xinh. 200.000 đồng một chậu vũ nữ mèo cam. Trước khi giới thiệu hàng hoa lan thì em xin giới thiệu cái mẫu ấm trà của nhà em nhé. Số lượng hàng đang đóng đi cho khách rất là nhiều luôn. À, và cái bộ sản phẩm này khi gửi đi ấy, để đóng gói cẩn thận cho các bác thì em đóng một thùng hộp bìa cứng. Và cái này thì sẽ ghi dán tem là hàng sẽ vỡ, để khi mà vận chuyển các bác thì nhân viên bưu tá họ sẽ nhẹ tay hơn. Đây là bộ ấm trà cối xay lục bảo ạ. Gồm 6 chén, 1 chuyên trà, 1 ấm trà và 1 cối xay. Cái sản phẩm này sử dụng là cối xay và nó rất là mới, độc lạ. Bộ sản phẩm này giá ngoài thị trường thì không có dưới 400.000 đâu, nhưng mà nhà em đang chạy chương trình, và thứ hai là lấy hàng tận gốc. Giá hiện tại bán ra có cả miễn phí ship cho các bác về đến tận nhà là chỉ trả với 320.000 thôi. Khi các bác nhận một thùng hàng như thế này chỉ trả 320.000 được miễn phí ship cho các bác. Thùng hàng này gửi đến tay các bác thì sẽ được đóng gói cẩn thận này. Phía bên trong thùng này sẽ được tặng kèm theo một cái bì. Bì này khi mà các bác làm quà tặng biếu thì các bác bọc ở bên ngoài và sắp đi thì rất là sang. 320.000. Nhiều bác thì yêu thích trà thì sử dụng cái cối xay lục bảo này, nó rất là sử dụng rất là thích và nó rất là mới lạ. Đây, chén thì sử dụng màu xanh lục rất là sang và đẹp. 320.000 miễn phí ship toàn quốc nhé. Cái bộ sản phẩm này nhà em sắp cháy hàng rồi, và đến kết thúc năm âm lịch là sẽ hết hàng cái mặt hàng này và sẽ không còn hàng nữa. Và giá thành hiện tại thì chỉ có 320.000 thôi. Đấy, hàng đang đóng hàng cho khách rất là ngay ngắn và đẹp.